Rồi, hello chào mọi người ha. Buổi trưa nay mình tiếp nhận hộp ESU mới này. Không xoay được núm nha mọi người. Đó, mình đã báo với anh thợ rồi. Đó. Và ok, hôm nay tài liệu mới thì anh em xuất xưởng hôm nay Smart FI thì em sẽ tặng anh em kèm theo bộ tài liệu nữa ha. Bộ tài liệu VIP. Đó. Và chiều nay sẽ giao 3 máy. Cảm ơn tất cả mọi người. Đó, ok anh em. Đây. Và đồng thời ấy, bây giờ nhiều anh em hỏi ok, do mình quen biết được nhiều, mình mua máy tính bảng, anh em là mua ok giá tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi ha. Đấy, Samsung, cái này gọi là tab test. Đấy, cái này màn hình 10.5 inch. Nếu anh em nào mua thì mình mua dùm cho ha. Mình hiện tại đang có 3 máy, tất cả hộp còn mới ha. Đấy, về nhà mình test đồ cho anh em đầy đủ, bảo hành cho anh em luôn này. Đó, anh em mua thì đương nhiên sẽ mắc hơn mình cả triệu bạc á. Mình sẽ mua rẻ hơn cho anh em 1 triệu và hơn 1 triệu ha. Trên tab test. Màn hình độ lớn là 10.5 inch nha mọi người. Mọi người bây giờ cứ vào siêu thị mọi người mua, hay là mọi người mua đâu nó phải tầm 6 triệu mấy, 7 triệu, thì em sẽ mua cho mọi người rẻ hơn 1 triệu và 1 triệu rưỡi nha. Mọi người chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Cái ghế đen đen đâu nhỉ? Ghế đen đen đâu nhỉ? Một ghế đen đen ngồi. Đấy, ok nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng Smart FI, mình sẽ làm cho mọi người. Thì đầu tiên làm chúng ta sẽ kiểm tra hộp SCO này. Đây, anh này anh chép luôn cả móc mới này. Móc mới. Đó. Thì hiện tại mình sẽ sử dụng lại cho tất cả dữ liệu trong này, về nhà lắp trên xe là xong ha. Đó, mình sẽ làm cho anh em. Đó, cực kỳ đơn giản thôi mọi người. Không có gì khó. Đấy, tất cả anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ cho mình ha. Liên hệ cho mình. Máy này mình dám cam đoan với anh em mình mua rẻ hơn cho anh em 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi. Đó. 10.5 inch cực lớn nha anh em. Cực lớn cho cả nhà. Ok không cả nhà? Thì tất cả thông tin thì mọi người cứ liên hệ vào cái Zalo ha, 0909 755 993. Đấy, Zalo để hỗ trợ cho mọi người. Bữa giờ em cũng phê quá. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái hộp này ha. Đấy, để chúng ta xem sử dụng được hay không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp vào bộ test mô hình ha. Test mô hình mình tạm thời mình để đây, hơi bị chật chội tí ha. Bộ test rồi, tất cả SU ha. Đây, ổ khóa. Em trai ơi, kiểm tra ốc bao sen nào ông Dũng nhỉ, bắt ổ khóa của anh đây chút. Ok rồi, lúc này mình sẽ gắn SU vào đây. Rồi, tất cả SU đó. Rồi anh em đừng để những cái bo mặt này vô tình nó chạm vào những cái nguồn cái mát này ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ lấy đầu móc mới này. Bật nguồn lên ha, bật nguồn đằng sau này ha. Đây cái nguồn đây. Đấy. Rồi anh em tìm xe được này. Thấy chưa? Đó, tìm xe được. Rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhấn nút khóa. Chúng ta thấy không, xoay không được không? Có nghĩa là hộp SU này nó chết mặt. SU không cấp mát cho cuộn từ nha anh em. Không cấp mát cho cuộn từ, thấy không? Đó. Không cấp mát cho cuộn từ. Nhỏ lắm. Ốc bảo sên mới được. Đó. Ok. Đó, tìm xe được. Ốc bảo sên đó. Mọi người hiểu không? Tìm xe được. Đó, tìm xe được.
Rồi mọi người chia sẻ ha. Tìm xe được, rồi không xoay được núm, thì lúc này có thể là kết luận là hư SU. Đây, hư SU cực kỳ đơn giản thôi, không có gì khó cả. Anh em cứ làm theo mình là anh em ok hết ha. Mình luôn luôn chia sẻ cho anh em. Đó, chia sẻ cho anh em liên tục. Hy vọng rằng anh em nắm bắt được cơ hội. Và anh em làm theo. Và chúng ta sẽ thành công. Mình ở đây mình tiếp nhận liên tục những cái pha bật và đồng thời những hộp SU. Đấy. Được chưa? Ok mọi người bấm hàng loạt số 1 cho em nào. Buổi trưa đó, tìm xe được đó, tất cả FOB ở trạng thái đèn màu xanh. Rồi chúng ta không thể nào xoay được cái núm. Cái núm này là núm zin, núm chuẩn. Đấy, núm zin, núm chuẩn. Đấy. Này mai kiếm cái bệ ở đây này, bắt bên này nữa này, cho nó chắc. Rồi được rồi. Ok, thank you. Đấy. Rồi mọi người thấy hay không? Đấy ok ha. Đấy không xoay được. Đấy, không xoay được. SU rất mới cho mọi người nhưng nó bị lỗi. Tất cả nó bằng linh kiện điện tử mà. Thì cuộc sống chúng ta sẽ không biết điều gì. Sao nóng thế nhỉ? Hơi ấm. Đó. Ok không? Tìm xe tốt. Bởi vì sao? Bởi vì người anh em đó không có thiết bị để chúng ta kiểm tra. Đấy, nên anh em không biết là SU hư hay là ổ khóa hư. Thì anh em gửi lên cho mình đây. Thì mình không mở được núm khóa. Thì kết luận rằng ổ khóa của anh em tốt. Vấn đề còn lại do SU ha. Đấy, do SU. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt nguồn ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ rút SU. Và em sẽ thay con SU này lấy anh trai 800.000 nha. 800.000. Về nhà anh em cắm cái là ăn ngay. Đó. Rồi chúng ta lúc này sẽ tiến hành lại Smart FB2. Smart FB2 live stream hiểu quá bể học luôn mọi người ơi. Rồi FB2. Hello, xin chào mọi người. Chúng ta vẫy tay chào nhau cái nào. Cho nó đẹp trai nào. Đó, ok không? Vẫy tay chào nhau cái, anh em nhìn qua màn hình này, chúng ta nhìn thấy nha. Rồi, chúng ta sẽ bật tắp test. Cái này chúng ta sẽ gọi là tắp test nha. Tắp test, nó hay hơn. Rồi lúc này chúng ta sẽ cấp nguồn cho Smart FB2. Bản này 9.8 triệu nha mọi người. Được kèm theo bộ tài liệu VIP gần 1 triệu. Và đồng thời bộ đo xung 1.2 triệu ha. Đó. Ok. Tí quà tặng sẽ kèm theo cái gì thì mình sẽ gửi cho mọi người xem. Rồi anh em đơn giản vào ALL Moto. Đó. Rồi chúng ta sẽ vào Smart FI. Rồi chỉ cần một lần cũng được. Chúng ta sẽ kết nối. Rồi anh em nào cần máy tính thì comment cho mình luôn ha. Tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi một máy ha. Mình sẽ mua cho anh em rẻ hơn 1 triệu một máy. Mình cam đoan với anh em điều đó. Đấy anh em nào cần cái gì thì chúng ta cứ vui lòng liên hệ vào cái Zalo nha mọi người nha. Rồi Smoky Honda, chúng ta chọn vào đầu tiên mã phụ tùng SU, chúng ta sẽ chọn vào kiểu 1 K01 29357796 96G, K97, KOB, KOT, KOV, K1N và K0R. Yeah. Chúng ta sẽ vào cái chức năng đặc biệt nhé mọi người. Chức năng đặc biệt. Đấy, gồm reset bộ điều khiển SU, ECM thay thế phụ tùng. Sao chép nạp lại dữ liệu cho SU. À, chức năng đặc biệt. Chúng ta sẽ vào ở vấn đề gì? Chúng ta vào sao chép dữ liệu SU cũ sang mới. Đó, trạng thái dòng thứ 2.
Thì rất mong những anh em đang xem buổi livestream buổi trưa nay, để cho nó ok, cho nó tốt đẹp hơn, thì rất mong mọi người cho mỗi người một quả xẻ. Cho mỗi người một quả xẻ. Cảm ơn tất cả anh em thợ máy. Rồi chúng ta sẽ vào sao chép dữ liệu ESO. Đó, máy sẽ hiện thị cho chúng ta vị trí chân cắm cho hai hộp ESO loại đời cũ và loại 2020. Rồi chúng ta đang sử dụng loại ESO 219 đổ lại. Máy này 5 triệu anh em ơi. 5 triệu rưỡi, 5 triệu 5 triệu rưỡi. Mình sẽ mua rẻ hơn anh em, hơn 1 triệu ha. Đấy, mình sẽ mua cho anh em. Đấy, anh em là ok thì liên hệ mình ha. Rồi còn cái con này là 9 triệu 8, tặng anh em bộ đo xung 1 triệu 2 và bộ tài liệu VIP, được chưa? Tài liệu đầu tay tặng cho anh em luôn đây ạ. Tặng cho anh em mặt sơ đồ mặt điện dày 300 trang cho tất cả những dòng xe Honda, IA, Piaggio, SQM, Suzuki và bộ phụ kiện đo xung tương đương trị giá 1 triệu 2 Việt Nam đồng. Yeah. Em chào anh Tuấn sửa xe. Tuấn sửa xe có muốn chơi môn này không anh trai? À, chơi môn này mà anh trai phóng lên cái tivi của anh trai thì hơi bị VIP với anh nhiều. Nó chỉ hết rồi. Cái này thì chúng ta không cần phải hỏi ai. Cứ vào đúng ESO ở dưới này. Nó sẽ chỉ thị cho chúng ta. Ghim ESO. Rồi. Lúc này phần còn lại của anh em thợ chúng ta là gì? Cắm vào vị trí chân, ngay mũi tên màu đỏ, chít xuống, cắm vào đây. Rồi, đã cắm đúng mục tiêu, anh em quay lên, bấm tiếp tục, đi tiếp. Đang xử lý dữ liệu, anh em vui lòng đợi. À, ok chưa? Yeah. Anh em giữ trong giây lát, có nghĩa là nó đang... Đấy, copy về thiết bị máy Smart FI. Lúc này thành công. Anh em kéo bỏ rắc cái cây này ra. Nhận. Lúc này máy lại bảo chúng ta là gì? Tháo ESO ban đầu và kết nối ESO cần copy dữ liệu. À, con này em lấy anh trai 800 nha. Rồi anh em sẽ rút như này cho nó nhẹ nhàng này. Rồi anh em tháo ra. Rồi. Rồi ESO anh em bỏ đây. Rồi lúc này anh em sẽ lấy một con ESO thay thế vào đây. Rồi cắm cho ok. Rồi bỏ ESO này qua đằng sau. Lúc này anh em lại cắm vào máy Smart FI. Rồi lúc này chúng ta lại phóng to lên, lại cắm vào vị trí để chúng ta đổ dữ liệu vào từ Smart FI vào ESO. Rồi, máy tính bảng đang có khoảng vài cái thôi. Anh em nào quan tâm thì ủng hộ ha. Tiếp tục chúng ta cắm vào đúng vị trí cần cắm theo trên sơ đồ app. À, rồi, tiếp tục chúng ta đi tiếp. Chúng ta cứ giữ cái cây này. Chúng ta cứ giữ. Để nó đổ dữ liệu vào hộp ESO. Rồi lúc này chúng ta sao chép thành công. Đó, anh em lưu ý ha. Rồi chúng ta thành công. Chúng ta rút ra thoát.
Rồi, lúc này còn lại vấn đề anh em rút rắc ra lại. Rồi, rút SU ra. Ok, vậy lúc này anh em sẽ di chuyển qua lại mô hình để chúng ta kiểm tra xem thành công chưa. Rồi, cắm vào. Rồi, bỏ ra đằng sau. Chúng ta sẽ lấy nguồn từ bình điện. Chúng ta cắm vào mô hình. Bật công tắc on off ở đằng sau. Rồi, ok. Rồi, chúng ta lúc này lấy cái remote. À, remote. Rồi, chúng ta tìm xe. Ok, chúng ta kiểm tra tất cả những nút này ở trạng thái săn hết. À, hộp mới. SU mới à? À, FOB mới. Rồi, chúng ta nhấn núm. Rồi, ok. Thành công. Rồi, anh em mở công tắc phanh. Anh em nhấn lệnh đề. Rồi, có lệnh đề, rồi lại nhảy. Nhả phanh. Bấm không có lệnh đề. Bóp phanh tay. Nhấn lệnh đề. Đơn giản cực kỳ, video đã hướng dẫn các bạn và anh em ở trạng thái kiểm tra hư SU. Và đồng thời, chúng ta vào chức năng đặc biệt của Smart FI 2. Chúng ta vào copy dữ liệu. Sao chép dữ liệu từ SU hư qua SU mới. Cần copy. À, nhìn rất đẹp như này mà hư. Bởi vì nó bằng linh kiện điện tử. Không biết đường đâu mà lần. À. Đấy, nó cực kỳ là đơn giản. Thế thôi. Rồi. Nhấn lì. À, quá trời là tuyệt vời. Tìm xe. À, ok, nhấn núm. À, tuyệt vời. Chúng ta tắt FOB ở vị trí đèn màu đỏ. Rồi, xem có xoay được núm nữa hay không. Rồi, đã tắt. Lúc này núm vô hiệu hóa. Rồi, lúc này chúng ta chỉ cần mở lên. Chúng ta nhấn đánh thức SU. Ok. Đó, cực kỳ đơn giản. Thành công nha anh trai. Rồi, tí ghé lấy ha. 8 lít. À, 8 lít. Rồi, máy tiếp tục mới về để phục vụ cho tất cả anh em thợ máy. Chiều nay đi 3 con máy tiếp ha. Máy mới về đây. Chiều nay lên đường một Smart FI 2 và đồng thời một Smart Tool bản 2R. Rồi, kèm theo cho anh em ít phần quà và cái rắc thần thánh bật tất cả những hộp, à những ổ khóa Smart Key được khóa cổ hay là không mở được. Chúng ta chỉ cần kiểm tra bằng cái rắc này, rắc thần thánh. Rồi, cái này hôm nay đi Tây Nguyên. Rồi, hôm nay một bộ Smart FI bản D sẽ đi về tiếp tục Kiên Giang. Đó, tí nữa ăn cơm xong sẽ kiểm tra máy, máy về và đi liên tục. Cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em thợ máy đã không ngại tin tưởng Tiến Tuấn ở một quê nhỏ Bình Định, được anh em luôn luôn tin cậy, không ngại gọi điện thoại cho mình và đồng thời chốt những cái thiết bị máy để mình gửi tới anh em tới tận cửa hàng. Tất cả khó khăn thắc mắc cái gì thì anh em cứ liên hệ mình. Tất cả máy bây giờ anh em để kèm theo bộ tài liệu VIP như thế này. Đó, tri ân tất cả anh em mua máy, đúng không ạ? Sơ đồ mặt điện nóng hổi cho tất cả những dòng xe Honda Piaggio SQM và được Tiến Tuấn hướng dẫn cho anh em tận tình đọc tất cả những sơ đồ mặt điện cực kỳ đơn giản trong cái quyển tài liệu này. Đó, anh em chỉ cần ngồi ở nhà và kèm theo cho mình một cái viết màu đỏ để mình hướng dẫn cho anh em. Còn anh em nào có nhu cầu mua quyển sơ đồ mặt điện này, vui lòng truy cập vào cái Zalo mà ở Facebook Tay Ga Tiến Tuấn đã ghim số điện thoại 0909 755 993 để chúng ta tiếp tục vào nhóm cùng nhau hành trình đi tìm ai là phụ sang điện tử. Chuyển khoản Đỗ Phước. Chuyển khoản em trai ơi. Đó, chuyển khoản ha. Cuộc sống anh em kiếm được miếng cơm thì hãy để cho Tiến Tuấn kiếm miếng cháo. Mỗi người có một cái nhiệm vụ để kiếm tiền. Mình thì cung cấp máy, luôn luôn nghĩ ra cái hay gửi cho anh em thì anh em phải trả một cái phí rất nhỏ. Rồi, đấy, máy, anh em nào quan tâm về máy Smart FI hay là vân vân. Đấy, rồi, đồng hồ đo áp bơm. Đó,
mới về, hàng tiêu chuẩn. Đấy, đồng hồ đo áp bụng đốt, đấy, cực VIP của bên Nam Trang. Đấy, giá chỉ có vài trăm nghìn, anh em cứ tham khảo và anh em ủng hộ cho mình nếu anh em trên tay chưa có những thiết bị đo bụng đốt và đo áp bơm xăng. Đấy, thì anh em cứ liên hệ cho Đình Tuấn. Đấy, và anh trai này thì ủng hộ cái bộ đo áp bơm xăng và bụng đốt 2 trong 1, có nghĩa là chúng ta sẽ đo được 2 chức năng. Đấy, còn anh em nào không muốn đo bụng đốt thì anh em mua cái bộ này. Đấy, xài cho anh em không cần phải suy nghĩ gì. Tài liệu đang in ấn rất nhiều để cung cấp và gửi cho anh em thợ máy. Đấy, các bạn hãy cố gắng theo đuổi đam mê để chúng ta cùng nhau thành công. Đấy, công việc của mình rất bừa bộn. Và thiết bị này kiểm tra full LED. Đấy, đây, kiểm tra tất cả full LED. Anh em nào muốn kiểm tra tất cả full những đèn LED thì anh em vui lòng liên hệ cho mình. Hiện tại mới sản xuất ra được khoảng 2, 4, 5, 6, 7, chắc khoảng 10 mấy bộ. Đấy, anh em kiểm tra full LED. Tất cả LED trên thị trường anh em đều kiểm tra một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Cắm lộn sợ ngầu, không bao giờ sợ hư chip LED. Ok chưa? Đó. Rồi, nước tẩy. Nước tẩy trong và ngoài, ngoài là màu xanh, trong là màu trắng. Anh em nào ok liên hệ ủng hộ Tuấn khoảng vài lít. Cảm ơn tất cả mọi người. Nước tẩy này là tẩy đầu bò. Đấy, đầu bò cứng đầu thì anh em dùng cái nước tẩy này. Đấy, còn nếu mà tẩy nhớt ở trong động cơ thì anh em dùng nước tẩy màu trắng. Tất cả thông tin thắc mắc thì anh em vui lòng liên hệ ủng hộ ai cũng vậy, ủng hộ Đình Tuấn nhiều vào. Để chúng ta có rất nhiều những clip video hay hướng dẫn về ngẫu nhiên về xe phu xăng điện tử. Bắt bận chỉ nhanh chóng 1 phút 30s. Không làm khó các bạn về xe phu xăng điện tử. Thấy không? Thì anh em vui lòng liên hệ và ủng hộ cho mình. Đấy, ok. Được không anh em? Đó, được thì ủng hộ mình. Đây, còn cái bộ này sẽ là bộ kiểm tra tất cả những hộp ESU. Đấy, cho cả nhà. Đây, ổ khóa. Cái này tất cả ổ khóa, các bạn biết kiểm tra đang bị khóa cổ, biết núm khóa hư hay không. Cho tất cả những dòng xe khóa sầm một cây thì các bạn dùng cái bộ thần thánh này. Còn tất cả cái bộ nào mà đèn LED mang vào, các bạn chỉ cần dùng cái này. Các bạn nhớ vị trí chân trọt cho mình thoải mái âm và dương. Có nghĩa là âm là màu đen, dương là màu vàng. Các bạn cắm cho Đình Tuấn, kẹp bình ở bên ngoài, nguồn 12V DC. Đó, màu đỏ, màu đen, cắm là ok. Các bạn cắm sai cực, âm qua dương, dương qua âm, đèn LED các bạn cũng không bao giờ cháy. Tuấn dám bao cho các bạn kiểm tra full LED với giá cực kỳ hạt rẻ, 100.000 một bộ, 2 bộ 200. Rồi, anh em nào ok thì vui lòng liên hộ cho Đình Tuấn những cái bộ rắc thần thánh. Rồi, còn nếu anh em nào ok hôm nay mua máy đúng không? Free chọn cho anh em một bộ. Từ phút này những anh em nào mua máy lướt hay là mua máy mới, các bạn đều được tặng. Mua máy lướt, mua máy mới, các bạn đều được tặng hết. Trị giá máy từ 10 triệu Việt Nam đồng trở lên, các bạn kèm theo bộ tài liệu sơ đồ mặt điện VIP. Đó. Máy mới hay là máy lướt cứ trị giá trên 10 triệu thì các bạn sẽ nhận ngay cái bộ sơ đồ mặt điện liền tay cho tất cả những cái hãng xe Honda, IA, Piaggio, SQM, Suzuki. Đấy. Tất cả sẽ làm vì các bạn và anh em. Đấy, liên hệ ngay Zalo và video đến đây xin phép được tạm dừng, nghỉ ngơi ăn cơm và tiếp tục lên toa hàng gửi cho anh em thợ máy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Đấy. Thank you tất cả anh em. Máy rất nhiều. Đấy. Máy về để phục vụ và giao cho anh em liên tục. Đi tất cả 63 tỉnh thành và có thể đi lên cả nước ngoài ha. Rồi, xin chào mọi người. Bộ kiểm tra full LED. Bộ kiểm tra full khóa Smoky. Anh em nào quan tâm inbox, chưa có inbox, inbox Zalo ha. Thank you. Rồi, anh Bi Cầu Hà, cảm ơn anh trai nhiều. Rồi, Đình Tuấn xin phép được xuống live.